Hai mỹ nhân Việt tưởng lên cao nhờ đại gia nhưng cuối cùng lại mất giá thảm hại. Hồ Ngọc Hà yêu đại gia Kim Cương đã có vợ con, bị dư luận chỉ trích dữ dội. Ngọc Trinh cũng gây ầm ĩ vì yêu đại gia 72 tuổi. Rốt cuộc cả hai người đẹp đều bị đại gia chia tay một cách phũ phàng. Hồ Ngọc Hà yêu đại gia Kim Cương, mất nhiều hơn được. Tháng 5 2015, mối quan hệ của Hồ Ngọc Hà và Chu Đăng Khoa, người được gọi là đại gia Kim Cương, bất ngờ rộ lên khi cả hai bị bắt gặp ôm hôn nhau tại một quán bar thành phố Hồ Chí Minh. Liên tiếp sau đó là những hình ảnh tình tứ khác, như vị đại gia không ngần ngại bế Hồ Ngọc Hà lên xe ô tô, tay trong tay đi du lịch nước ngoài. Đặc biệt, vị đại gia giàu có không ngại mạnh tay chi tiền tặng người đẹp nổi tiếng những món quà giá trị lớn. Hồ Ngọc Hà dường như chấp nhận tất cả những điều tiếng đổ ập lên mình để được ở bên cạnh đại gia Kim Cương. Nữ ca sĩ gốc Quảng Bình bị công chúng đặt nghi vấn, phải chăng sự xuất hiện của vị đại gia này khiến cô rũ bỏ chồng cũ đại gia phố núi? Giữ bão scandal, Hồ Ngọc Hà chọn giải pháp im lặng. Lúc này, mối quan hệ ngoài luồng của chồng bị vợ đại gia Kim Cương phát hiện. Chị lên tiếng tố Hồ Ngọc Hà là người thứ ba, đẩy cuộc hôn nhân của cô vào ngõ cụt. Vợ của vị đại gia này cũng đã nhiều lần chia sẻ lên trang cá nhân những lời mỉa mai dằn mặt tình địch. Những công kích từ phía vợ đại gia này khiến hình ảnh Hồ Ngọc Hà ngày càng trở nên tối hơn. Khi mũi dùi dư luận đang chỉ về phía cô và gắn mác thần tượng cướp chồng cho người đẹp. Tiếp đó, khi vị đại gia này chính thức lên tiếng bảo vệ Hồ Ngọc Hà, thì ngọn lửa giận dữ của công chúng được thổi bùng lên thêm. Một lần nữa, làn sóng tẩy chay Hồ Ngọc Hà lại nổ ra, nhưng lần này khủng khiếp hơn. Không chỉ khước từ những mặt hàng có người thứ ba quảng cáo, cư dân mạng còn tẩy chay những chương trình truyền hình có sự xuất hiện của nữ hoàng giải trí với khẩu hiệu giờ không Hà, một giờ tắt tivi, một giờ sạch sẽ. Những tưởng sau khi vượt qua bao khó khăn sóng gió, hứng chịu những điều tiếng của dư luận và khi vợ đại gia Kim Cương đã nhận thua, Hồ Ngọc Hà sẽ bất chấp để đến với người tình, thì nguyên một khoảng thời gian dài, công chúng không thấy bất cứ động tĩnh nào của nữ ca sĩ và người tình giàu có. Cách đây không lâu, người anh thân thiết của Hồ Ngọc Hà là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thay em gái thông báo đến công chúng rằng mối tình nhiều thị phi của cựu giám khảo The Face và đại gia Kim Cương đã chính thức kết thúc từ trước Tết Nguyên Đán. Không biết là do người đẹp đã chán yêu hay vị đại gia đã chán cặp bồ, nhưng những hậu quả mà Hà Hồ phải lãnh sau cuộc tình này thật là thê thảm. Nhãn hàng từ chối, người hâm mộ quay lưng, cả tiền bạc lẫn danh tiếng của nữ ca sĩ từng một thời là nữ hoàng giải trí tụt dốc không phanh. Từng được đánh giá cao trong cuộc tình không đám cưới với đại gia phố núi, thì bây giờ sau cuộc tình với đại gia Kim Cương, cô nàng lại mất giá thảm hại. Cơn phẫn nộ của hội những người phản đối Hà Hồ đã đẩy nữ ca sĩ vào cuộc khủng hoảng truyền thông thực sự. Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ rằng, tôi không dạy gì đánh mất những thành quả mình lao động nghiêm túc suốt bao nhiêu năm qua, không dạy gì đem ra sự nghiệp đánh cược và dễ dàng đánh mất tình cảm của những người đã yêu thương ủng hộ mình. Nhưng có vẻ như lần này, sự mất mát của Hồ Ngọc Hà là có thật. Ngọc Trinh và cuộc tình với đại gia 72 tuổi. Sau khi chia tay người yêu đại gia 7 năm, Ngọc Trinh gây sốc khi công khai yêu tỷ phú Hoàng Kiều, 72 tuổi. Chuyện tình chênh lệch tuổi tác quá lớn, càng khiến Ngọc Trinh bị chỉ trích ham tiền, yêu người đáng tuổi ông mình. Cũng không ít người đặt nghi vấn, đây chỉ là một chiêu trò PR, ồn ào của danh nhân Việt Kiều để trở lại thị trường Việt Nam. Bỏ ngoài tai mọi điều tiếng, Ngọc Trinh vẫn yêu nồng cháy đại gia Hoàng Kiều, chăm sóc cho người yêu từng giấc ngủ bữa ăn. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng yêu ngắn ngủi, đại gia Hoàng Kiều đã lên mạng xã hội, đăng dòng trạng thái chia tay Ngọc Trinh. Trên dòng trạng thái này, ông còn phủ phàng vạch mặt toan tính của người đẹp. Ông cũng thẳng tay chỉ trích Ngọc Trinh là người gây nên đổ vỡ và không xứng đáng với tình yêu của ông. Tiếp đó, ông lại tiếp tục cứa thêm một vết dao khác vào tim người đẹp, khi lại tiếp tục lên trang cá nhân đá xéo chuyện tình đoạn mệnh này. Ông chia sẻ hình ảnh mình đi tiệc cùng với dòng trạng thái, mất một người nhưng còn vạn người thương. Dường như ông muốn nhắc nhủ đến Ngọc Trinh rằng, mất đi một con người không xứng đáng như cô không phải là điều khiến ông bận tâm, vì xung quanh còn vô vàn người thật lòng yêu mến ông không toan tính. Mặc dù những hành động này của Hoàng Kiều từng bị chỉ trích không đáng mặt đàn ông, nhưng cũng không ít người suy đoán có lẽ Ngọc Trinh đã hết giá trị lợi dụng nên bị đại gia đá một cách phũ phàng. Trấn Thành ngọt ngào mừng sinh nhật lần thứ 32 của Harry Won. Lời chúc mừng sinh nhật đầy ngọt ngào của Trấn Thành dành cho bà xã Harry Won đã phần nào gây bão dư luận. Để chào đón sinh nhật lần thứ 32 của bà xã, Trấn Thành đã dành những lời yêu thương vô bờ bến cho Harry Won tuyệt vời của mình trên trang cá nhân.
Không những thế, Trấn Thành còn khẳng định Harry Won là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Bình thường là một MC mang phong cách hài hước, sẵn sàng chặt chém khách mời, một diễn viên hài siêu bựa trong tình yêu, nam MC điển trai lại dành cho người yêu những kỹ chỉ hết sức tinh tế và ngọt ngào. Anh đã nhắn nhủ đến bà xã của mình rằng, dù gì thì cũng là một nửa của đời nhau, đây là sự lựa chọn có trách nhiệm của chúng ta. Anh và em đã chọn nhau, thì dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em vẫn là phần quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Hãy tin chắc rằng bàn tay này sẽ nắm thật chặt để đưa em đi về phía cuối con đường, nơi mà khi ta quay lại vẫn sẽ còn nhau ở đó. Happy birthday bà xã! Trấn Thành đăng tải ảnh cũ chụp cùng Harry Won ở châu Âu để mừng sinh nhật vợ. Harry Won tên thật là Estelle, cô sinh ngày 22 tháng 6 năm 1985, hơn Trấn Thành 2 tuổi. Cô là một ca sĩ, diễn viên và là người dẫn chương trình mang hai dòng máu Việt Hàn. Bước chân vào làng giải trí không lâu, nhưng Harry Won đã gặt hái được nhiều thành công mà nhiều sao Việt phải mơ ước và phấn đấu. Có thể thấy sau tất cả những sóng gió thị phi, chuyện tình cảm với nam MC giải trí hot nhất màn ảnh nhỏ, hiện tại Harry Won đã có thể thoải mái tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc trong tình yêu. Không những thế, sự nghiệp nữ ca sĩ cũng đang trên đà khởi sắc và được sự yêu mến nồng nhiệt của công chúng. Cấm con trai nhưng mẹ Kevin Khánh lại âm thầm đi xăm, đến lúc nhìn thấy hình trên tay mà choáng. Khởi My còn phải chạy dài mới theo được độ chịu chơi của mẹ chồng. Vừa qua, Kevin Khánh bất ngờ đăng tải hình ảnh khá thú vị lên mạng xã hội. Anh chàng bóc mẹ chính mẹ ruột của mình, bảo là không thích thằng con xăm mình, mà sao giờ lại thành ra như vậy là thế nào? Chết quá Thu Vân ạ. Đúng vậy, đó là khoảnh khắc mẹ chồng Khởi My đang ngồi say sưa theo dõi người thợ đang lăn từng mũi kim lên cổ tay mình. Sau đó, cô Thu Vân đã cập nhật ngay cận cảnh hình xăm dễ thương lên trang cá nhân và cho biết mình rất thích điều này, nhưng mạng không khỏi sửng sốt trước độ chịu chơi của mẹ Kevin Khánh qua mặt cả con trai. Mẹ Kevin Khánh xăm hình cỏ bốn lá may mắn lên tay. Nhan sắc trẻ trung tươi tắn của mẹ chồng Khởi My, cô là người khá biết cách ăn mặc và làm đẹp. Hai bà thông gia chụp ảnh nhí nhảnh bên nhau. Mẹ Kevin Khánh đăng ảnh của hai con lên trang cá nhân và thậm chí là đăng cả status về top. Putin vất vả kiếm tiền cực khủng, ai cũng choáng khi thấy mẹ bé tiêu tiền như thế này. Putin mới bé tí mà đã kiếm ra bao nhiêu tiền, nhưng cách mẹ ruột sử dụng thế này có hợp lý hay không? Putin nổi tiếng từ các show truyền hình thực tế và được khán giả yêu mến bởi sự ngộ nghĩnh đáng yêu, tài năng và cái duyên với nghệ thuật. Mới 6 tuổi nhưng cậu bé đã đứng trên nhiều sân khấu, thậm chí còn được mời đóng phim. Chính vì thế mà thu nhập cũng thuộc loại khủng. Gia đình Putin từng tiết lộ, hồi giữa năm 2016, em nhận được lời mời đi Mỹ biểu diễn trong 3 ngày với giá cachet là 7.500 đô, gần 170 triệu đồng. Tuy nhiên vì bận thi thử tài siêu nhí và gia đình chưa rõ hợp đồng nên đã từ chối. Đây quả thật là một số tiền khủng đối với một đứa trẻ thậm chí còn chưa biết chữ như Putin. Putin còn nhỏ mà đã hăng say hoạt động nghệ thuật để kiếm tiền. Hình ảnh cậu bé trong hậu trường khiến ai cũng xúc động. Putin được các nghệ sĩ hết mực yêu mến. Kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng Putin thật sự chưa biết quản lý và tiêu pha như thế nào. Người thay em làm việc đó chính là mẹ ruột. Mẹ bé từng tiết lộ, tiền bé kiếm được đều được lập sổ tiết kiệm riêng để lo cho việc ăn học, chi phí sinh hoạt hàng ngày. Tiền Putin kiếm được tôi chia ra một phần, bỏ vào nhiều tài khoản ngân hàng để cho an tâm, sau này để cho tin ăn học đàng hoàng. Xem ra tiền mà Putin kiếm được, gia đình gửi tiết kiệm hết, để sau này phục vụ cho chính cá nhân của con trai, chứ không hề lấy ra để tiêu, lo chi phí sinh hoạt cho cả gia đình. Dù gia đình chưa khá giả lắm, nhưng vẫn dành những thứ tốt đẹp nhất cho cậu bé. Tiền Putin kiếm được, đều được mẹ mang gửi tiết kiệm. Tiền tiết kiệm để cho Putin sau này, chứ không phải dùng hết cho việc chi tiêu trong gia đình. Không còn mập ú xấu xí, Minh Hằng đẹp hết nức đón tuổi 30. Sau bộ ảnh này, Minh Hằng cũng sẽ tổ chức buổi gặp gỡ, đón sinh nhật cùng fan ở thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua ngày 22 tháng 6 cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ 30 của Minh Hằng. Vì thế cô đã chuẩn bị một bộ ảnh rất đẹp để làm quà cho mình và tặng đến các fan. Sau khi gây choáng bởi tạo hình mập ú xấu xí, Minh Hằng đã trở lại với hình ảnh xinh đẹp như mọi ngày. Trên trang cá nhân, rất nhiều lời chúc từ các fan trên toàn quốc được gửi đến bé heo.
Không hổ danh là mỹ nhân sở hữu gu thời trang thời thượng và sành điệu của Vbiz, cô liên tục nhận được những lời mời hợp tác từ các nhãn hiệu lớn trên thế giới. Vì vậy, nữ ca sĩ luôn xuất hiện với những bộ cánh đắt tiền và đẳng cấp. Hiện tại, Minh Hằng cũng đã chuẩn bị một bộ cánh rất đặc biệt để xuất hiện trong dịp offline mừng sinh nhật mình sắp tới. Minh Hằng đang rất háo hức nóng lòng chờ đến ngày được gặp người hâm mộ để cùng chia sẻ nhiều dự định kế hoạch mới sắp tới. Theo bật mí đến từ ca sĩ sinh năm 1987, trong buổi offline sinh nhật lần này, Minh Hằng sẽ lần đầu tiên trình diễn những ca khúc hit của mình theo phong cách acoustic, cũng như giới thiệu một vài ca khúc mới trong dự án sắp ra mắt. Buổi offline sẽ được diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 26 tháng 6 tới đây tại Kingdom Lê Văn Hồ với giá vé 100.000 đồng. Theo thông tin, toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển vào quỹ từ thiện của Minh Hằng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Đây được xem như một nghĩa cử đẹp của nữ ca sĩ cùng fan club của mình như thông lệ hàng năm.